chào. Hôm nay mình sẽ chơi game Liên Minh Tốc Chiến trên chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming này, một trong những chiếc máy chiến game tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Và giờ hãy cùng vào game thôi nào. Đầu tiên mình sẽ show bảng setting cấu hình cho anh em xem. Và giờ hãy chơi thử một trận game xem thế nào ạ. Di chuyển cực kỳ mượt mà, không hề có hiện tượng giật lag, khựng hình, tụt FPS. Don't get cocky. Top turret is under attack. Enemy slain. Mình chơi khá gà, nhiều lúc combat hơi lỗi, mong anh em thông cảm. Ahihi.
champion on my way. Here's a tip. Ngay cả những pha combat đông người cũng rất mượt mà. Cũng dễ hiểu thôi vì chiếc máy này sinh ra là để chiến game. Cấu hình thuộc hàng top đầu ở thời điểm hiện tại. Set sail.
Bottom turret is under attack. Rampage. Turret lost. Step two. Clip test game của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em có bất cứ yêu cầu gì, muốn mình test tự game nào cứ để lại bình luận xuống phía dưới. Mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.